Hôm nay mình sẽ trở lại với một clip nữa về chụp beauty. Thì vẫn là người mẫu Điều Điều và mình là Quân Trần. Thì mình đã xếp sẵn những hai đèn và một cái ánh sáng đây rồi. Thì mình sẽ test từng đèn để bạn coi ánh sáng ảnh hưởng lên khuôn mặt như thế nào. Sau đó mình sẽ kết hợp đèn và ánh sáng để chụp ra một tấm hình hoàn chỉnh. Rồi bây giờ mình sẽ vào cái đèn đầu tiên. Vô. Rồi cái đèn đầu tiên là đèn về Keylight. Thì mình đang dùng một cái đèn Godox 630 và một cái softbox mắt giác đường kính khoảng 1m2 với lưới để nó tập trung ánh sáng vô mặt cây mẫu, thể hiện cái chân dung nó nổi bật khối lên. Thì cái concept hôm nay là concept mang tính hơi cổ điển một xíu, nên mình sẽ thể hiện cái tính cách nó cũng sẽ hơi khun khun ngầu ngầu chứ cũng không có tươi quá. Thì bây giờ mình sẽ test trước một cái đèn Keylight và cái góc mình đang để gần như là chính diện mẫu và cao hơn mẫu một góc 45 độ. Thì cái góc này á, là cái góc phải các bạn phải bắt buộc phải để thường xuyên rồi. Chứ mình để thẳng mặt hay mẫu quá thì cái mặt nó sẽ mất khối đi. Người mẫu cái đèn dẫn đang thể hiện ánh sáng này, nó sẽ chiếu từ đỉnh đầu xuống và bên này sẽ cứ hướng tối dần đi để thể hiện cái khối khuôn mặt, mũi, gò má. Thì cái đèn Keylight này các bạn có thể tùy chỉnh để. Rồi bây giờ mình sẽ chụp trước với một đèn và cái hắt sáng nha. Hắt sáng sẽ bù phần tối ở cổ và để cho mắt có cái cut eye, nó có khối lên mắt hơn. Rồi mình sẽ test trước một vài tấm nè. Cái bông mình đang bên hướng bên nào thì mình sẽ xoay mặt hướng bên đó để thấy cái bông thôi nha. Rồi bây giờ mình sẽ dừng để mình xem một số hình ảnh thế nào. Rồi sau khi chụp với một đèn thì mình thấy cái ánh sáng nó lên cũng đã đủ tốt rồi, mắt mũi rồi lên. Mắt cũng có tư phản của khách sáng thì nó cũng có khối tạo lên cái khách ai cho mắt nổi bật hơn. Mắt vùng cổ nó cũng sẽ bù cho vùng cổ nó sáng hơn chứ nó không bị tối vùng cổ. Đó, nếu mà các bạn thực ra khi với một đèn thôi thì mình đã có một tấm hình chân dung cũng coi như là gần như hoàn hảo rồi. Nhưng cái này mình muốn cầu kỳ hơn. Mình sẽ tiếp theo mình sẽ đến một cái đèn ở trên xuống để nổi bật phần tóc và cái phần cho cái phần tóc nó nổi bật hơn. Rồi sau khi mình chụp với một đèn Keylight thì mình muốn bù thêm một cái đèn nữa để cho nổi bật phần tóc lên. Đây cái đèn đây là đèn Keylight, mình sẽ đánh để tóc vô. Cái này mình xài Beautydisc để nó hội tụ, nó gói ánh sáng vô phần đỉnh đầu thôi. Phần đỉnh đầu có viền sáng nè để nổi bật cái khối của tóc hơn, nó sẽ hấp dẫn mắt hơn. Tuy một đèn cũng đã đẹp rồi nhưng mình muốn đẹp hơn nữa thì mình sẽ hỗ trợ thêm phần điện tóc ha. Rồi bây giờ mình sẽ chụp thử. Rồi. Cũng cười cười nhưng mà đừng có tươi quá thôi. Rồi, nhìn góc xéo đó, đúng rồi, nhìn cái góc qua đây chứ, đúng rồi. Không, hơi kiểu nhìn đứt liếc á. Nghiêng cái đầu qua, anh chấp nghiêng đầu đi. Đúng rồi. Rồi, ngước nhìn máy cái này. Sau khi mà mình bù thêm cái đèn tóc đó, thì bạn thấy là phần tóc nó nổi bật hơn, nó có phần đỉnh đầu nó có viền sáng cong đẹp hơn và nó bổ sung cho phần trán, nó còn nổi bật phần trán lên nữa và gò má cũng bật lên nữa. Tại khi mà đánh từ trên xuống đó, thì nó sẽ bù thêm một phần má và trán cho nó nổi khối, xong rồi khỏi khối nhân vật lên. Hồi nãy mình đã thử hai đèn, bây giờ mình sẽ xài một đèn tiếp theo là đèn ven hoặc là dim light. Mình sẽ chiếu một góc 45 độ từ phía sau lưng mẫu lên để chiếu qua phần tóc và má vai cho nổi bật khỏi background hơn.
thì khi mà xài ba đèn này thì nó sẽ có thể một tâm trạng khác, nó không còn tâm trạng giống như là chụp một đèn và hai đèn nữa, thì tâm trạng này nó có thể sẽ tươi tắn hơn, vui tươi hơn. Rồi giờ chụp nè, mình sẽ chụp với ba đèn, một đèn keylight và hai đèn dim light, một đèn để đến tóc và một đèn để đến ven rồi sau lên. Vui nè, vui nè, đúng rồi đó, công chúa ngủ trong rừng. Ừ đúng rồi, cái vai gọi quá, đưa cho nó rộng ra chút nè. Đúng rồi, đó, mơ mơ mà màng vậy đó. Nó góc góc ngang nhưng mà hơi che che mắt lại xíu được kiểu đó. Xoay tay xoay mặt lên, đúng rồi đó, hơi che che mặt lại, lộ lộ nửa mắt ra, che đừng che hết, đúng rồi. À, cười cười mỉm mỉm lên rồi. Sau khi mà mình đã thử với một đèn, hai đèn và ba đèn thì mình thấy là cảm giác ánh sáng nó thể hiện khác nhau. Vấn đề là mình muốn cái style nó như thế nào thôi. Ví dụ như ba đèn này thì mình muốn phong cách nó tươi sáng hơn thì mình sẽ cho mậu tươi lên xíu cho nó phù hợp với nguồn sáng. Nên nguồn sáng sẽ quyết định được cái tâm trạng và cái mood mà các bạn muốn đưa vào hình ảnh. Ba clip hôm nay đã xong. Hẹn bạn một clip khác.